Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này em giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGrab nhãn 25 tóc cần có kỳ hiệu là XK mài từ dáng Sakimon nha bạn. Thì tóc cần này mình đã cũng đã test qua trên sàn Bankai Swap dưới giá là 25 tóc cần có kỳ hiệu là KXM là khoảng 67 đô thôi các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà Telegram chat chatbot. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh Chiller nha các bạn. AirDrop này nó sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 8 các bạn. Hơi lâu rồi. Cũng gì bri các bạn làm các bạn. Rồi các bạn join vào hai kênh Telegram nó bấm chat nè. Tiếp tục bằng lướt cấp cha nè các bạn. Cứ làm bỏ đó nè các bạn. AirDrop làm bỏ đó. Rồi. Kèo này nó về là ngon lành cành đào nghe các bạn. XTU. Cấp cha gì khó phải trưởng các bạn. RF I M R V. Rồi. Tiếp tục các bạn follow Twitter và retweet nè, subscribe kênh YouTube nè để mình qua mình lấy tăng 5 người bạn mình các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn follow Twitter và retweet bot nha các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè, 34k. Tập càng list sàn hotbit này nọ nè các bạn. Bạn like nè, các bạn dịch dẫn với tweet là bị cái game. Các bạn tăng dài các bạn mình giao thì các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn mới đắp đó nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Trên kênh YouTube nữa các bạn bấm đăng ký nè các bạn. Rồi, các bạn xem video các bạn like luôn đi nè. Rồi, các bạn mới đắp đó nè. Rồi, các bạn bấm continue. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow nè. Về này nè, kín nè các bạn. Cho anh dạy xuyên các bạn. Giờ bạn gửi cho bot nè. Subscribe kênh channel. Tiếp tục gửi được đường link profile YouTube của các bạn. Thì các bạn mở YouTube của tất cả các bạn. Trên YouTube thì các bạn nhập vào anh ba ta. Mình nhập vào kênh của bạn nè các bạn. Các bạn nhập vào bao gạch cùng. Nhập vào một chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường dẫn nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại cho bot nè. Rồi bạn gửi cho bot lên channel mình nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ VPNB sao mà trên bet20 nghe tất cả các bạn. Giá này khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nè. Các bạn bắt đập lên nè. Bạn gọi lên cho bot nè. Rồi các bạn bấm vào I am Comdash nè. Rồi bấm ba lên CDChat số cần kiếm được nè. Mình đã nhận 25 tóc cần XK nè. Đây thì ghép phơi các bạn đang ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cần nha các bạn. Video ngày 5 tháng 8. Ok, sau này có gì mình cập nhật thông tin dán này cho các bạn nhé. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nhé.